Chị của cô thì bán được 50 mấy năm rồi, cô 40 mấy năm, hai chị em bán chung đó giờ. Bán cái bờ, bờ kè đó, ngay chợ Biên Hòa là hồi nãy ta biết à. Vợt này thì nó khó hơn, phải có kinh nghiệm rồi khó hơn. Cho nên là bây giờ ít ai bán lắm. Tại vì mình ra nhà bỏ bơ á, uống cà phê sữa đá nó biết nó thơm, nó béo. Xưa tới giờ, nhiều khi mấy đời luôn á. Ví dụ như cái bác đó, bác uống cà phê xong cái bác mất. Con bác giờ tới cháu bác uống cà phê đó, vậy đó. Cô tên Út, cô Út à. Tên, tiệm này thì từ xưa đến giờ kêu quán là cà phê bà Đức á, là chị của cô đó à, cà phê vợt á. Chị của cô thì bán được 50 mấy năm rồi, cô 40 mấy năm, hai chị em bán chung đó giờ. Cô 65 tuổi, khoảng 18 tuổi à, 18 tuổi tới giờ đó. 3 giờ có cà phê con, 3 giờ khuya là có cà phê, tới 5 giờ chiều. 3 giờ mình vào sớm có khách không? Có chứ, nhiều khi có khách ngồi chờ. Khách ta đi chợ đó con biết không? Đi chợ gần đây nè. Quán cà phê bờ kè nè, quán cà phê vợt bờ kè đó, ngay chợ Biên Hòa là hồi nãy ta biết nè. À, ta chỉ nè. Chứ cô không có để bảng hiệu nữa. Bây giờ là mình có bao nhiêu loại cà phê cô? Tại vì đúng hơn là ở nhà rang, ở nhà mua rang đủ bán thôi, chứ có một loại cà phê bán này thôi. Có loại cà phê là cà phê này nè hả? Cà phê sữa đá, cà phê đá, rồi cà phê sữa nóng, bạc xỉu nóng, à, phê đen, vậy đó. Bạc xỉu thì em biết không, như mình chế cà phê ít một chút, mình chế nước sôi vô, còn phê sữa là khỏi chế nước sôi, đó, vậy đó. Cà phê đá, cà phê sữa đá. Cà phê vợt này là cũng như cà phê bình thường, y như cà phê phin vậy á, nhưng mà mình lựa bằng cái vợt. Vợt này thì nó khó hơn, không biết không, phải có kinh nghiệm rồi khó hơn cà phê phin. À, cho nên là bây giờ ít ai bán lắm. Với là cà phê vợt phải bán đắt mới bán được. Nếu mà em lượt vợt mà em để lâu quá nó chua. À, em lượt vợt mà em bắt lên lâu quá nó chua, cho nên là với điều kiện em phải bán đắt. À, em mới bán cà phê vợt được. Chứ bây giờ là ít ai bán cà phê vợt lắm. Cũng vậy à, nhưng mà mình tại vì mình lượt lâu năm thì cà phê vợt của mình nó đặc hơn. À, còn nếu mà không biết lượt á, thì lượt cà phê vợt rồi nó loãng hơn. Ví dụ như hộp mới đầu á, thì con lấy vợt xong đổ cà phê vô vợt đó. À, thì con chế nước sôi. Nước sôi con canh từ từ cho cà phê nó nở ra đều trơn trơn á, rồi con mới bắt lên bếp. Con quậy sơn cho nó đều nở cà phê rồi thôi à. À, còn cô á thì cô lượt kinh nghiệm thì cô phải lấy nước nhì cô đổ qua nước nhất, nước nhì cô đổ qua nước nhất rồi bán nước nhất không. Chứ không có bán nước nhì, bán nước nhất không á thì cà phê nó đậm đặc hơn nhiều. Đó, à, vậy đó. Cô cái tùy theo mà sở thích mà giống như nhiều người sẽ uống đặc nhiều người uống nhạt đúng không? Đúng rồi con. Ví dụ như thanh niên giờ nó uống bạc xỉu nhiều. Tại vì không biết không có rành cà phê á, uống bạc xỉu đá đó. Là chứ ít cà phê hơn chút, sữa nhiều. À, cà phê sữa đá thì cà phê đậm hơn. À, cũng cà phê đó nhưng mà chế nhiều cà phê hơn thôi. Chứ không có cà phê lợt. Nếu mà cà phê lợt mà con bỏ đá vô uống ngon. Thà là con chế ít cà phê. Nó ngon hơn là con chế nhiều cà phê mà lợt. À, vậy đó. Khách là từ xưa tới giờ luôn. Xưa tới giờ. Nhiều khi mấy đời luôn á. Ví dụ như cái bác bác uống cà phê xong cái bác mất. Con bác giờ tới cháu bác uống cà phê đó, vậy đó nghe. Cũng như người ta dẫn đi tới người ta biết vậy đó. Mỗi người uống canh cách vậy đó. Mà khách quen nhiều, khách quen lâu năm của cô nhiều lắm. Cô khách quen tới là họ uống là cái cùng cà phê thế nào thì cô nhớ được. Nhớ con. Nhưng mà ví dụ như lạ thì cô mới phải hỏi lần hai lần cô mới nhớ. Như thanh niên giờ sáng làm hộp nhiều lắm thì cô mới nhớ, phải hỏi gì hai lần là mình nhớ người đó uống sao. À, còn khách quen là nhớ đi trơn à, nhớ người đó uống đắng nè, uống ngọt, uống lợt, uống đậm, uống cà phê nhớ. Cái vị cà phê của mình đó là thiên về cái vị như thế nào? Thơm con. Tại vì mình rang nhà bỏ bơ á, bơ nhiều nên chút con uống cà phê sữa đá nó biết nó thơm, nó béo. Tại vì mình rang bằng bơ á, bơ ngoại nó ngon, nó thơm hơn. Chứ không có vị đắng nhiều. Mình bán đúng hơn là quán của mình bình dân.
À, bình dân chứ không phải là con nhìn cái quán thấy không? À, bình dân, khách ra vô à. Có nhiều khi, con biết không, người ta lao động, tôi cũng đen lưng, đen đầy. Nhiều khi người ta không có tiền, tôi cũng đen lưng. Cô cũng chế hai ly lớn, ly nhỏ, đủ loại trơn à. Chứ không phải là phải nguyên tắc là cà phê giá vậy, giá vậy. À, ví dụ trường hợp nhiều người, người ta uống ít. Người ta uống ít thì cô vẫn chế đen ít cho người ta. À, vậy đó, ừ, nặng chưa? Giá ít hơn. Ví dụ cà phê đen nhỏ vậy là 12.000, cà phê siêu nhỏ thì 13.000, cà phê siêu đá là 18.000, cà phê đá 16.000. Giá thử chứ. Đem về cũng vậy luôn à. Cái sữa của mình là con thấy con sử dụng sữa thọ lon chứ không phải sử dụng giấy đâu. Không con. Sữa thọ lon không à. Nó con khui đó đó, thọ lon không à. Cô cũng không biết nữa, tại cô không có sử dụng giấy cho nên cô cũng biết là ngon hơn hay dở hơn, cô không biết. Nhưng mà chắc rẻ hơn, giấy nó rẻ hơn. Cô có ấn tượng với khách nào nếu như họ đi xa, họ tìm về uống? Có chứ, Việt Kiều về đó uống nhiều lắm á. Họ uống, họ ví dụ như họ uống đây hồi lúc họ chưa đi, họ quen họ đi 10 năm sau họ dẫn về uống cà phê. Nhiều lắm, Việt Kiều uống đây nhiều lắm. Là quen không à, người ta về ta uống nhiều lắm. Tao nhớ hương vị mình á, uống nhiều lắm.